Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay, lễ truy điệu và an táng đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã được tổ chức trọng thể. Tại Hà Nội, khai mạc phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Đó là một số thông tin nổi bật của chương trình thời sự chiều nay. Trước tiên, mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế có trong Thế giới chuyển động của biên tập viên Thanh Huyền. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú và chị Anh Thư. Chào mừng quý vị đến với khung giờ quen thuộc của Thế giới chuyển động. Rất nhiều tin tức quốc tế hấp dẫn sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong ít phút nữa. Cảnh báo virus từ rơi gây phù não có thể là đại dịch tiếp theo. Anh dẫn đầu trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Người dân Texas chật vật phục hồi cuộc sống sau đợt lạnh khắc nghiệt. Thưa quý vị, Ấn Độ vừa xác nhận các binh sĩ của nước này và Trung Quốc đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu vực hồ tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya sau nhiều tháng leo thang căng thẳng. Động thái này là một bước tiến quan trọng mang lại điểm khởi đầu tốt đẹp cho giải pháp giải quyết những vấn đề khác ở khu vực phía tây của biên giới tranh chấp này. Hai bên đã đánh giá tích cực về việc hoàn tất suôn sẻ quá trình rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực hồ Pangong. Hai bên nhất trí tiếp tục giao thiệp và đối thoại, ổn định và kiểm soát tình hình trên thực địa, đồng thời thúc đẩy một giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài bờ Bắc và bờ Nam của hồ Pangong, hiện Ấn Độ và Trung Quốc vẫn còn các điểm xung đột khác ở tuyến biên giới dọc dãy Himalaya. Hai nước đã trải qua hơn 20 vòng đàm phán các cấp, song vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn. Trong bối cảnh Facebook tiếp tục chặn người dân Australia truy cập tin tức nội địa trên nền tảng truyền thông của mạng xã hội này, chính phủ liên bang Australia đang rút tất cả các chiến dịch quảng cáo của chính phủ trên Facebook. Động thái này có thể khiến Facebook thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo. Cụ thể, Bộ Y tế Australia sẽ không sử dụng Facebook cho các chiến dịch quảng cáo. Bộ Tài chính thông báo lệnh cấm sử dụng Facebook sẽ được mở rộng tới tất cả các cơ quan của chính phủ. Cơ quan Quản lý Cạnh tranh Australia cho hay khoảng 1/4 tổng chi phí quảng cáo trực tuyến tại đây là dành cho Facebook. Bộ Ngân khố Australia khẳng định chính phủ giữ vững lập trường về các quy định trong Bộ Quy tắc Thương lượng Truyền thông, buộc Facebook và Google phải trả tiền sử dụng nội dung tin tức của các hãng truyền thông nội địa trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Căn bệnh phù não do virus Nipah gây ra có nguy cơ gây chết người, ước tính gấp 75 lần so với virus SARS-CoV-2, có thể là đại dịch tiếp theo. Đây là cảnh báo từ Liên minh Đổi mới chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bệnh. Theo báo cáo của các nhà khoa học, trường hợp đầu tiên được ghi nhận nhiễm virus Nipah là người chăn nuôi lợn ở Malaysia. Hơn 1 triệu con lợn được cho là nhiễm virus Nipah do ăn phải quả xoài nhiễm virus từ rơi ăn quả đã bị giết mổ. Những người bị nhiễm virus này sẽ bị các bệnh từ nhiễm trùng không có triệu chứng, bệnh đường hô hấp cấp tính và có thể tử vong do viêm não. Theo WHO, virus Nipah có thể lây truyền qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc trực tiếp giữa người với người. Thưa quý vị, trong khi tốc độ tiêm chủng tại các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đang gặp quá nhiều vấn đề, thì nước Anh lại cho thấy khả năng triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng phòng COVID-19. Bắt đầu tiêm chủng từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái, thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nước Anh đã tiêm chủng được cho khoảng 1/4 dân số. 17,2 triệu người. Đây là số người đã được tiêm vaccine tại xứ sở sương mù chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Hiện tại, Anh là nước đi đầu về tỷ lệ tiêm phòng ở châu Âu và là một trong những nước dẫn đầu về tốc độ tiêm chủng trên thế giới, chỉ sau Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đất nước chúng ta đã đạt được cột mốc quan trọng trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Vaccine đã được tiêm cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Với những kết quả đã gặt hái được, tôi tin rằng chúng ta có thể tiến về phía trước với sự tự tin. Để có được những kết quả tích cực trong quá trình tiêm chủng như hiện nay, Anh đã trải qua nhiều công đoạn và áp dụng từng bước một cách nhanh chóng, khoa học và khác biệt. Chính phủ Anh đã đàm phán với các hãng dược tiềm năng từ tháng 4 năm ngoái,
ký hợp đồng với 7 hãng dược vào thời điểm chưa ai biết là hãng nào sẽ thành công. Ngay từ khi chưa có vaccine, nước Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ về vận chuyển, lưu trữ, phân phối và tiến độ với mỗi độ tuổi. Khi đã có vaccine, Anh tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian bằng cách dựng lên hàng loạt trung tâm tiêm chủng. Tới giữa tháng 2 này, Anh đã tiêm phòng xong cho toàn bộ những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất. Ngoài ra, niềm tin của người dân về vaccine cũng là yếu tố chính trong nỗ lực thực hiện tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo khảo sát của công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet tại Anh, 73% người dân nước này tin tưởng vào vaccine và mong muốn được tiêm phòng. Tôi tin tưởng vào việc tiêm vaccine. Nó không chỉ giúp tôi bảo vệ sức khỏe mà còn giúp virus ngừa lây lan. Thật may mắn khi cuối cùng tôi cũng được tiêm vaccine. Nếu tất cả mọi người được tiêm vaccine đầy đủ trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường mà không còn phải lo ngại về virus. Tôi mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Chính phủ Anh tuyên bố toàn bộ những người trưởng thành ở nước này sẽ được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng 7 tới. Mục tiêu đến ngày 15 tháng 4, nước này sẽ tiêm phòng mũi đầu cho toàn bộ những người trên 50 tuổi. Với việc nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng việc tiêm chủng vaccine, Anh đang thoát khỏi tình trạng phong tỏa vì COVID-19. Dự kiến trong những ngày tới, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố lộ trình chi tiết về việc dỡ bỏ các lệnh hạn chế nhằm đưa cuộc sống tại xứ sở sương mù sớm trở lại bình thường. Các máy bay Boeing 777 vừa bị đình chỉ bay tạm thời tại Mỹ và Nhật Bản sau khi một chiếc Boeing 777-200S của hãng United Airlines gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Denver thuộc tiểu bang Colorado của Mỹ hôm 20 tháng 2. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA hôm qua cho biết đã ra chỉ thị tạm thời cấm bay đối với tất cả máy bay Boeing 777-200 trên không phận nước này, đồng thời tăng cường kiểm tra toàn diện các máy bay tương tự đã gặp sự cố nghiêm trọng ở Denver. Bên cạnh Mỹ, cơ quan quản lý bay của Nhật Bản mới đây cũng yêu cầu hai hãng hàng không lớn nhất tại xứ sở mặt trời mọc là Japan Airlines và All Nippon Airways tạm thời không cho cất cánh tất cả những chiếc Boeing 777 của mình trước khi xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung sau sự cố của United Airlines. Trong khi đó, tại Mexico, Bộ Quốc phòng nước này vừa xác nhận ít nhất 6 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay của lực lượng không quân xảy ra tại bang Veracruz, miền đông Mexico, trong sáng ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương. Các đơn vị chức năng thuộc quân đội, không quân và cơ quan hàng không Mexico đã có mặt tại hiện trường, đồng thời sẽ nghiên cứu báo cáo của các chuyên gia để xác định nguyên nhân tai nạn. Số ca mắc COVID-19 tại Italia đang trên đà tăng trở lại, trong đó phần lớn các ca nhiễm mới liên quan đến biến thể dễ lây lan tại Anh. Đây là cảnh báo vừa được các chuyên gia y tế Italia đưa ra hôm qua, cùng với quan ngại sâu sắc về hiện tượng người dân phớt lờ khuyến cáo của chính quyền về hạn chế đi lại để phòng chống dịch. Việc người dân không tuân thủ giãn cách xã hội và khả năng lây lan nhanh hơn của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến dịch bệnh có chiều hướng gia tăng. Đại học Cambridge của Anh vừa công bố một đoạn băng hình tua nhanh ghi lại khoảnh khắc một bông hoa cúc xương rồng quý hiếm đang nở rộ trong vườn bách thảo Bond vào cuối tuần qua. Đã có tới hơn 200.000 người theo dõi trực tuyến trong suốt 10 ngày để chờ đợi khoảnh khắc hoa nở. Hoa mặt trăng có nguồn gốc từ Amazon. Bông hoa tại vườn bách thảo Bond được cho là bông hoa đầu tiên thuộc giống cây xương rồng quý hiếm này nở ở Anh. Sau đợt giá lạnh lịch sử gây nên tình trạng tuyết rơi dày và mất điện, nước trên diện rộng, người dân tại nhiều khu vực của bang Texas, Mỹ vẫn đang phải chật vật phục hồi lại cuộc sống như là sửa chữa nhà cửa, đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn và nước sạch. Đây là tình cảnh bên trong ngôi nhà của chị Enya, người dân thành phố Houston, bang Texas của Mỹ, trong khi chờ đợi sửa chữa lại đường ống nước và phần trần nhà bị sập. Gia đình chị đã phải ra khách sạn ở tạm. Đường ống nước bị nứt vỡ nên chúng tôi phải chuyển đệm vào trong góc. Mấy mảng chân bị sập này suýt nữa đã rơi vào người con gái tôi. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi. Đợt bão tuyết lịch sử đã gây nhiều thiệt hại vật chất nặng nề tại bang Texas. Tuy nhiên, nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng cao đột ngột cũng dẫn tới tình trạng cháy hàng nguyên vật liệu. Những vật liệu này là đồ trữ sẵn ở nhà tôi từ trước. Hầu như bây giờ không thể tìm được đồ thay thế sửa chữa ở đâu cả. Trong vài ngày qua, tôi đã nhận được cuộc gọi sửa đường ống nước của khoảng 30 nhà. Cho tới thời điểm này, dù các nhà máy điện, nước đã bắt đầu hoạt động trở lại, vẫn có khoảng 14 triệu người dân bang Texas đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và khoảng 50.000 hộ gia đình chưa có điện dùng. Nhu yếu phẩm cũng trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.
Chúng tôi không có nước suốt 2 ngày qua. Chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban nước sạch địa phương, nhưng họ cũng không có thông tin gì cả. Không có kế hoạch sửa chữa đường ống hay bao giờ có nước sạch. Tôi tới cửa hàng thực phẩm, bánh mì hết, sữa hết, bánh quy cũng hết, trên giá hầu như không còn gì cả. Hiện giới chức bang Texas đã và vẫn đang tổ chức các hoạt động phân phối nước sạch và lương thực cho người dân trong bang này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới Chuyển động hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều cùng với biên tập viên Anh Thư và Tiến Tú. Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, nền nhiệt ngày lẫn đêm ở miền Bắc đều ấm dần lên. Trong đêm nay, tất cả các tỉnh miền Bắc nhiệt độ đều tăng cao trên mức là 15 độ. Chỉ lác đác một vài nơi ở vùng núi cao như là Sìn Hồ, Sapa hay là Mẫu Sơn nhiệt độ thấp dưới 13 độ. Trên nền nhiệt đêm và sáng tăng cao, ngày mai miền Bắc lại đón những tia nắng ấm từ sớm, vì thế mức nhiệt ngày cũng sẽ tăng đáng kể. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Còn đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có mây nhiều, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất cho ngày mai sẽ duy trì ở mức từ 24 cho đến 26 độ. Với miền Trung đang trong những ngày thời tiết dễ chịu, ngày mai cả Trung Bộ sẽ có nắng sớm. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Trung Bộ cũng sẽ tăng lên được mức là 26 đến 28 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và mức nhiệt từ 28 cho đến 30 độ thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Nhiệt độ tăng cũng là xu hướng thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đêm nay, hầu hết nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên đều tăng trên lên mức là 16 độ. Còn ở các tỉnh thành Nam Bộ, dù vẫn có được cảm giác se se lạnh, nhưng không có nơi nào nhiệt độ thấp dưới 20 độ. Ngày mai, nắng sớm với cường độ nắng mạnh và thời gian nắng trong ngày dài làm cho nền nhiệt ở các vùng đều tăng cao. Khu vực Tây Nguyên có mức nhiệt là 28 cho đến 31 độ. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 33 đến 34 độ, khiến trời chuyển nóng về trưa và chiều. Còn ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng tăng lên mức 32 cho đến 33 độ. Cùng với tình trạng nắng nóng thì độ ẩm trong không khí cũng giảm xuống dưới 50%, đánh dấu thời kỳ cao điểm mùa khô ở Nam Bộ đang diễn ra. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Đông Bắc với cường độ là cấp 4. Trong khi ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4 và cấp 5, mưa rông rải rác, tầm nhìn xa thấp 4 đến 10 km. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự 45 phút chiều. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý như sau. Tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng đồng chí Trường Vĩnh Trọng. Khai mạc phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 2, tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã được tiến hành trọng thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trương Hòa Bình,
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, họ hàng, bằng quyến, người dân đã cùng dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tang lễ, ôn lại cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, đồng thời nhấn mạnh cả cuộc đời chiến đấu, cống hiến phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Dù ở cương vị nào, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng 3, huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị địa phương, người thân bằng quyến, người dân có mặt đã dành một phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Đúng 11 giờ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm, đưa linh cữu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Thưa quý vị, sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng bào nơi quê hương Bến Tre, quê nhà của nguyên Phó Thủ tướng. Với người dân Bến Tre, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, với tên gọi thân thương của người Nam Bộ, ông Hai Nghĩa là một cán bộ gần dân, cả đời vì dân, vì nước, một con người đáng kính và đầy tự hào của quê hương cách mạng Đồng Khởi. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quế, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nhuốm một màu u buồn trên gương mặt những người dân nơi đây trước sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người mà bà con xóm ấp xem như một người thân trong gia đình. Ông Hai Nghĩa, bác Hai Nghĩa, anh Hai Nghĩa là người dân Rồng Trôm Bến Tre trước giờ vẫn quen gọi nguyên Phó Thủ tướng bằng cái tên Hai Nghĩa thân thương của người Nam Bộ. Nay ông Hai đi rồi, ai cũng tiếc nhớ. Ông Hai đối với người dân ở đây, từ già đến trẻ, thì giống như là một người cha, luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho con cái. Ông rất là thương, mà rất là quan tâm đến tất cả mọi người. Ai cũng gầu buồn, thì mong cho anh mà qua cho khỏi một cái bệnh đó hết. Mà nhưng mà tiếc gì mà anh không qua, ai cũng là mến, nhớ, nhắc đến anh hoài. Trong ký ức của người dân Bến Tre, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là một cán bộ hết sức gần gũi với dân, từ khi còn công tác ở địa phương, lẫn khi đảm nhiệm những trọng trách lãnh đạo mà Đảng, Nhà nước giao phó. Nguyên Phó Thủ tướng luôn quan tâm tới việc phát triển kinh tế xã hội, xứ sở Bến Tre, vùng đất cách mạng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ngay cả khi đã về hưu từ năm 2011, ông Hai vẫn trăn trở lo cho bà con trong xã, trong huyện. Ngày xưa là con đường nhỏ xíu à, mà đường đi khó đi lắm, lõm chõm dữ lắm. Rồi anh Hai về đây mới khôi phục lại. Nhờ có anh Hai về đóng góp, về mới lo, rồi được đèn. Đèn là cũng giờ, đây cũng vô dài vô mất rộng á, cũng đỡ. Nhờ vậy mới có ánh sáng, rồi đường, chùa rồi mới nổi lên á. Thương tiếc ông Hai, người dân khắp nơi về viếng ông nơi quê nhà Rồng Trôm. Trước khi lễ viếng chính thức được tổ chức trọng thể cấp nhà nước, tiễn biệt ông, những người dân chân lấm tay bùn, những đồng chí, bạn đồng niên, tới những em nhỏ, tất thảy đều muốn giữ lại thật nhiều những tình cảm, kỷ niệm về ông, một con người ưu tú, đầy tự hào của quê hương Đồng Khởi. Hồi mới về thì thấy khổ như vậy, anh Hai có đem cho một cái bếp, thì bây giờ hồi anh Hai còn khỏe, bây giờ anh Hai mất rồi, thì mỗi lần xuống nấu cơm vậy cũng nhớ tới anh Hai, rồi nhắc anh Hai. Người ra đi nhưng tấm gương vẫn còn đó. Hình ảnh bác Hai Nghĩa, nhân cách bác Hai Nghĩa vẫn luôn tồn tại mãi mãi trong lòng người dân Bến Tre. Tiếp tục chương trình với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cùng với khí thế mới, thắng lợi mới từ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào các việc chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ và thành phố Hà Nội là số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 là 19 người. Vì trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù, thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố. Ngoài ra, do thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các phường thuộc quận và thị xã, nên nhiều nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố. Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, bên cạnh việc bổ sung đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở Hội đồng Nhân dân thành phố, thì việc xem xét tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương ở các quận và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại nước ta. Sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn, ngành y tế Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, tổ chức phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình bệnh nhân. Tính đến 7 giờ sáng nay, Sở Y tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan đã truy vết, cách ly y tế 12 người F1 của trường hợp nghi nhiễm này. Các địa phương có liên quan đang khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm sớm, tổ chức phun khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân đã đi qua, mở rộng xét nghiệm các trường hợp liên quan để phát hiện sớm các ca lây nhiễm bệnh. Bệnh viện Giao thông Vận tải đã phong tỏa ngừng tiếp đón bệnh nhân, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm để đưa đi cách ly tập trung, lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải từ ngày 6 tháng 2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là ổ dịch mới bùng phát tại Kim Thành, tỉnh Hải Dương, giáp danh với huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu rà soát truy tìm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, có trên 100 công dân từ Hải Dương về nhưng không xác định rõ được thời điểm. Thành phố Hải Phòng đã thông báo khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại từ ngày 16 tháng 2 đến nay đang cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Các tổ chức cá nhân cố tình che giấu chứa chấp các công dân nói trên sẽ bị xử lý hành chính ở mức cao nhất và xử lý hình sự nếu phát hiện dương tính với COVID-19. Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu chứa chấp công dân trong diện này sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, sáng nay ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.
Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, Hà Nội cần 15 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội vào chiều nay ngày 22 tháng 2. Tính đến chiều nay, Hà Nội đã 7 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Qua giả soát, tổng số người về từ Hải Dương là hơn 51,5 nghìn người, đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 49,6 nghìn người, có hơn 41 nghìn kết quả âm tính, còn lại chưa có kết quả. Thành phố Hà Nội cũng đã xét nghiệm cho hơn 12 nghìn cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ để mua vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Cụ thể, để mỗi người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 liều thì Hà Nội cần 15 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, dù làm xét nghiệm trên diện rộng, nhưng Hà Nội nhận định trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn rất cao bởi sau Tết có nhiều người dân trở lại học tập và sinh sống. Để kiểm soát dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên cho các đối tượng tại các khu công nghiệp, khu vực có nhiều chuyên gia người nước ngoài sinh sống và làm việc. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây tỉnh Sơn La đã cho tái khởi động các chốt trạm liên ngành nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người, phương tiện ra vào trên địa bàn. Tại các chốt liên ngành gồm có các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, trung tâm y tế, quân đội và công an làm nhiệm vụ 24/24 giờ với mỗi ca trực gồm 14 người. Theo quy định, mọi hành khách khi qua điểm chốt đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Nếu phát hiện trường hợp nào không có giấy tờ tùy thân thì từ chối không cho vào địa bàn tỉnh. Đối với trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ ngay lập tức đưa đi cách ly tập trung. Mà đến chỗ các trạm kiểm dịch của hành khách, chúng tôi đều mang giấy tờ của danh sách hành khách xuống và số điện thoại của hành khách và những thứ thiết yếu cho những chốt kiểm dịch đầy đủ, không thiếu cái gì ạ. Khi vào đến địa bàn của tỉnh Sơn La thì làm sao đó đảm bảo thứ nhất là sức khỏe. Cái thứ hai là cái việc mà bà con khai báo về y tế đi từ đâu đến đâu và cụ thể là bà con có liên quan đến cái vùng dịch hay không là chúng tôi phải kiểm soát tốt việc đó để làm sao đó mà tất cả trường hợp mà có nghi ngờ hoặc là có liên quan đến vùng dịch là chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát để làm sao đó đảm bảo được vấn đề phòng chống dịch COVID. Những ngày gần đây, bình quân các phương tiện di chuyển qua chốt trạm Vân Hồ là khoảng 1.500 lượt. Mỗi ngày cán bộ chiến sĩ tại chốt chia làm 3 ca trực và xoay vòng để có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có những lúc phương tiện lưu thông nhiều nên lực lượng chức năng phải làm thêm giờ thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Anh em chúng tôi sẽ vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt cái tình hình trật tự an toàn giao thông tại trạm và cố gắng kiểm soát trong cái thời gian nhanh nhất để giúp các phương tiện di chuyển không những phải đợi lâu. Khi khai xong và giải thoát cho nhanh, đi nhanh để tránh ùn tắc giao thông. Hiện nay tỉnh Sơn La đang duy trì hoạt động 51 điểm chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới và 3 chốt trạm liên ngành tại các cửa ngõ trên trục quốc lộ. Qua đó nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm quyết liệt, chủ động, an toàn. Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay 22 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, gồm 3 ca tại Hải Phòng và 6 ca tại tỉnh Hải Dương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 2.392 ca. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 1.717 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 120.827 người. Thưa quý vị, tại một số địa phương trên cả nước, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Vì vậy, ngày hôm nay 22 tháng 2, hơn 40 địa phương đã chính thức mở cửa trường học để đón học sinh quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hầu hết các địa phương chỉ cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học lại. Riêng các tỉnh Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang, Đắk Nông, Kon Tum, Điện Biên, Gia Lai, Lào Cai sẽ đón cả học sinh tiểu học. Còn nhiều tỉnh học sinh mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ dạy trực tiếp trên lớp cho những học sinh không học được qua mạng để bảo đảm tất cả các học sinh ở tỉnh đều có đủ số tiết theo quy định.
Tuy nhiên, các địa phương yêu cầu các trường học phải thực hiện các biện pháp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, siết chặt quy trình phòng dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường. Nhằm ứng phó với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương xây dựng các kịch bản dạy học, thi, kiểm tra đánh giá cũng như điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học phù hợp, đồng thời đề nghị các đơn vị tích cực hoàn thiện và sớm ban hành thông tư quy định, quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Cùng với đó, làm việc với các đối tác, nhà mạng để hỗ trợ hạ tầng, đường truyền, băng thông, phục vụ cho hoạt động dạy và học. Đặc biệt, các vụ bậc học tiếp tục huy động giáo viên từ các địa phương, thực hiện các bài giảng có chất lượng, từng bước hoàn thiện kho học liệu số với đầy đủ các môn học ở bậc phổ thông, xây dựng những bài giảng mẫu tốt và đăng tải qua kênh YouTube. Để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, các địa phương trên cả nước đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận tại tỉnh Điện Biên, một trong những địa phương có bệnh nhân mắc COVID-19 trong ngày đầu học sinh đi học trở lại. Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Để đón học sinh trở lại, nhà trường đã khử trùng các bề mặt tiếp xúc, bảo đảm vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ học sinh. Các bậc phụ huynh cũng đã chủ động phối hợp với nhà trường, chuẩn bị đồ dùng cho con em mình, đặc biệt là những đồ dùng cá nhân. Nhà trường cũng đã xây dựng cái lịch học, cái thời gian ra chơi, rồi cái thời gian mà học sinh tan học ấy, lệch giữa các khối lớp để đảm bảo cái việc mà giãn cách cho các em học sinh. Thế còn về phía ở trong lớp học ấy, thì nhà trường cũng đã chỉ đạo, tức là đảm bảo kê bàn ghế để đảm bảo cho học sinh ngồi, là đảm bảo cái độ giãn cách là tốt nhất. Riêng đối với cấp học mầm non, ngoài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, bảo đảm giãn cách trong lớp học, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ không tổ chức ăn bán trú. Các thầy cô cũng thông báo luôn là phụ huynh thì phải chuẩn bị nước uống, này, khẩu trang, đấy, rồi những đồ dùng riêng cho bé. Để khi vào thì trường thì chưa tổ chức học và ăn bán trú luôn, thì đến trưa là phải đón về, rồi chiều thì đưa đi. Các cô đã chuẩn bị các cái vật tư y tế như là dung dịch rửa tay, sát khuẩn, giấy đo thân nhiệt. Và đến trực tiếp các lớp thì là các cô đã đón các con và giữ cái khoảng cách cho các con. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên đã yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch, chủ động các giải pháp thực hiện tốt thông điệp 5K, tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Thì mỗi một trường có một giải pháp hết sức phù hợp để làm sao đảm bảo là giữ khoảng cách cho học sinh và sát khuẩn, rồi khẩu trang đầy đủ cho tất cả các học sinh. Hiện tại, ngoài 3 bệnh nhân số 1970, 1971 và 1972, tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, đặc biệt là đối với ngành giáo dục, nhằm bảo đảm sức khỏe và chương trình học cho các em. Tiếp nối chương trình, thực hiện đúng tiến độ các dự án đường cao tốc qua Ninh Bình. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Ninh Bình, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi kiểm tra hiện trường hai dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Cao Bổ Mai Sơn và Mai Sơn Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam. Sau khi đi kiểm tra toàn tuyến và nghe báo cáo, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương cùng nhà thầu và các đơn vị thi công cần phải cụ thể hóa hơn nữa các công việc cũng như giải quyết triệt để các vướng mắc để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bổ Mai Sơn trong năm 2021 và dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 trong năm 2022. Dự án Cao Bổ Mai Sơn có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng toàn bộ hơn 15 km. Dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 có tổng chiều dài là hơn 14 km với tổng mức đầu tư là gần 13.000 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 68,5%. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, đoàn công tác cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó sẽ bổ sung đối tượng người có công và thân nhân được hưởng chính sách. Tại khoản 2 điều 3 đã làm rõ thân nhân của người có công với cách mạng, bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con gồm con đẻ, con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ. Khoản 10 điều 16 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ, lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, thì hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và bảo hiểm y tế. Cũng theo pháp lệnh mới, mức trợ cấp hàng tháng của bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được nâng lên gấp 3 lần so với mức chuẩn trợ cấp hiện nay. Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, giá tôm thương phẩm giảm mạnh, tỷ giá trung tâm đô la Mỹ giảm nhẹ, đó sẽ là một số thông tin kinh tế tiêu dùng có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Từ sau mùng 6 Tết Tân Sửu đến nay, giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh thương phẩm ở thị trường một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh, mặc dù đang là thời điểm hết vụ thu hoạch của năm 2020. Cụ thể, hiện tôm càng xanh đang được các thương lái thu mua tại ao còn 110.000 đồng 1 kg, tôm loại 2 có giá từ 150 đến 160.000 đồng 1 kg, tôm loại 1 có giá từ 220.000 đến 225.000 đồng 1 kg, giảm bình quân từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ sáng ngày 22 tháng 2 ở mức 23.125 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 9 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.819 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.431 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng đô la Mỹ và giá đồng nhân dân tệ cùng biến động nhẹ. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 20 của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên phát triển mạnh kinh tế biển, qua đó tiếp tục tạo đà để các ngành nghề khai thác thủy sản nghề cá phát triển bền vững. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh, các cảng cá đã được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho ngư dân triển khai dịch vụ hậu cần nghề cá và nơi tránh bão. Hơn 700 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn giai đoạn 2, cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, tạo điều kiện cho tàu ra vào đánh bắt cá tiếp cận nhiên liệu dễ dàng và thuận tiện trong việc neo đậu tránh bão. Cuộc sống của ngư dân những năm gần đây cũng dần khá lên. Vùng biển của Mỹ Á là làm ăn rất là hiệu quả. Hàng năm á, một chiếc như vậy kính cả một cây 100 tấn. Quảng Ngãi có trên 5.200 tàu thuyền với tổng công suất trên 1.850.000 mã lực. Năm 2020, sản lượng khai thác là 260.000 tấn, tốc độ tăng bình quân là 10,5% một năm. Các vùng ven biển được đầu tư hạ tầng chiến lược phục vụ cho ngành khai thác, chế biến thủy sản. Vì vậy, sản lượng khai thác xuất khẩu cũng tăng nhanh từ 10 đến 12% mỗi năm. Xác định kinh tế biển là mũi nhọn của địa phương và hàng năm đều làm việc với nghiệp đoàn nghề cá cũng như hợp tác xã Vác Xa Bờ để có cái định hướng về phát triển cái đàn tàu cá của Phú Quang. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chủ trương tiếp tục thực hiện nghị định 48 của Chính phủ, tàu đánh bắt xa bờ được hỗ trợ nhiên liệu, được bảo hiểm thuyền viên, thân tàu. Việc phát huy vai trò của nghiệp đoàn nghề cá, tổ ngư dân đoàn kết cũng giúp ngư dân vững vàng vươn khơi đánh bắt hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chúng tôi đã ứng dụng rất là thành công ở một số vấn đề, kể cả các thiết bị thông tin liên lạc, rồi thiết bị coi như là bảo quản trong hành đảo để làm sao đó coi như là nâng cao cái chất lượng giá trị của sản phẩm hải sản. Bước đầu chúng tôi thấy rằng là cái việc đó nó đạt hiệu quả hết sức là lớn. Phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh khai thác, hậu cần nghề cá tiếp tục được tỉnh Quảng Ngãi thực thi trong giai đoạn mới, qua đó tiếp tục đào tạo để các ngành nghề khai thác thủy sản, nghề cá phát triển bền vững, giữ gìn vùng biển đảo truyền thống. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tối qua ngày 21 tháng 2, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã nhận được tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Luxury trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, làm cho nhiều người thương vong.
Khoảng 19 giờ, tại quán karaoke Luxury, đối tượng Nguyễn Công Dũng, sinh năm 1979, thường trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, dùng dao đâm khiến cho 7 người thương vong và sau đó đã tự sát. Hậu quả 3 người tử vong tại chỗ, gồm Trần Văn Sơn, Nguyễn Thị Bạch Linh, Cao Thu Nga, 5 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân động cơ dẫn đến vụ giết người đang tiếp tục điều tra làm rõ. Theo báo cáo của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các tỉnh, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Qua đó phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 173 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó xử phạt một cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong xuất khẩu thủy sản. Trong thời gian tới, các ban ngành liên quan sẽ tiếp tục tăng cường việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản để từ đó đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định. Và ở cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi lại phần điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Chiều nay tại Hà Nội, phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo chỉ thị số 15. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.